Một chú mèo con rất là đẹp đúng không nào, rất là cute luôn đấy. Và cái khuôn mặt này anh sẽ tô màu này là màu vàng nâu nha các em. Hi, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo của anh nha các bạn. Và hôm nay đây, trên tay anh đây các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì không nào? Đây là một chú mèo con rất là dễ thương này đúng không các bạn? Và nó rất là đẹp đúng không nào? Và cũng rất là dễ vẽ nữa. Và các bạn hãy lấy giấy bút ra này. Và bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chú mèo như thế này nha các bạn. Các bạn muốn không nào? Hãy bắt đầu thôi. Và chúng ta bắt đầu nha các em. Bây giờ từ đây anh bo cong lên này. Rồi anh bo cong lên. Uốn qua đây này. Rồi ta co bo xuống thế này. Rồi từ chỗ đây anh kéo về, anh kéo về cái điểm bên kia. Đây, kéo về đây được chưa nào? Và tiếp theo ở đây anh kéo lên này. Rồi bo cong xuống đây. Bên này anh kéo cong lên. Rồi bo cong xuống. Rồi hai bên đúng nhau này, được chưa nào? Đây kéo lên này. Rồi kéo xuống này. Kéo xuống này, bên này kéo xuống. Rồi sao cho hai bên đúng nhau nha. Và từ đây anh vẽ một đường cong ở đây. Bên này có một đường cong bên này. Hai cái lông mày này. Rồi đây anh vẽ một hình tròn to đây này. Bên này anh cũng vẽ một hình tròn to bên này. Được chưa nào? Và ở đây anh vẽ một vòng cung ở đây. Bên này anh cũng vẽ một vòng cung bên này. Rồi đây anh vẽ một hình tròn này. Hai hình tròn này. Bên này cũng một hình tròn. Hai hình tròn nha các em. Và bây giờ anh sẽ tô đen những cái phần phía ngoài này. Các em nhớ là những cái hình tròn vẽ ở trong là mình không có tô nha. Đấy. Đấy các bạn tô giống anh nha. Bên này cũng vậy. Ta trừ cái hai hình tròn nhỏ ra. Còn ở phía ngoài thì ta tô đen hết nha các bạn. Ta tô đen này. Rồi ok. Ở đây anh gạch một đường, hai đường này. Một đường, hai đường. Được chưa nào? Ở đây anh gạch một đường đây. Rồi anh vẽ xuống, kéo xuống. Được chưa nào? Anh tô đen lại. Ở đây anh kéo, anh bo lên. Ở đây anh bo xuống, kéo lên. Được chưa nào các em? Và tiếp theo đến cái thân này. Từ đây này. Anh kéo vòng xuống, kéo vào đây. Được chưa nào? Rồi từ đây anh kéo vòng lên. Kéo vòng lên, gạch, gạch uốn vào đây, kéo vòng xuống này. Rồi tiếp theo ở đây này, kéo xuống. Đây, anh vòng ra đây, vòng lên, gạch, gạch hai đường, được chưa nào? Rồi ở đây, anh kéo vòng uốn lại đây, gạch một gạch ở đây. Ở dưới này, anh vòng đây, anh lượn ở đây này, được chưa nào? Và ở đây, anh kéo xuống, vòng lại, vòng kéo lên này. Rồi gạch một cái này. Ở đây, anh kéo vòng lên, ngoặt xuống, được chưa nào? Và anh sẽ tô đẹp và chúng ta chuẩn bị tô màu nhé các em. Một bức hình dễ thương phải kèm theo những cái bút màu tô thật là đẹp đúng không các bạn? Và các bạn hãy lấy bút màu và bút sáp đẹp nhất của các bạn ra và hãy tô màu cùng anh nha các bạn. Và chúng ta hãy tiến hành ngay thôi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta tô màu này, ở trong cái tai trong này anh sẽ tô màu hồng này các em. Màu này là màu hồng nha, các em nhớ nha, màu hồng này. Và tiếp theo ở cái bàn chân này, hai cái bàn chân anh sẽ tô màu hồng luôn nha các em. Màu hồng tô lên rất là đẹp đúng không nào? Rồi phía bên này anh cũng tô màu hồng luôn này. Màu hồng nha các em, rất là đẹp luôn đúng không nào? Màu hồng này. Các em nhớ hãy học màu sắc này nha. Học màu sắc, học vẽ, học tô màu cùng anh nha. Và cái đuôi này anh sẽ tô màu cam này các em. Đây, ở tai này nữa anh cũng tô màu cam luôn này. Màu cam này là màu cam đậm nha các em. Anh sẽ tô ở hai cái tai và cái đuôi đấy. Màu cam đậm. Cho chú mèo con rất dễ thương này đúng không nào? Và cái mắt anh sẽ tô màu xanh dương này. Hai bên luôn nha. Và ở dưới cái cánh tay này, anh cũng tô màu xanh dương này. Cái thân ở dưới anh cũng tô màu xanh dương luôn nha các em ơi. Màu này là màu xanh dương này. Chúng ta còn gọi là màu xanh nước biển hoặc là màu xanh nhạt trời đấy các em. Màu xanh dương anh đang tô cho cái thân của chú mèo con. Rất là dễ thương đúng không nào? Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha các bạn ơi. Một chú mèo con rất là đẹp đúng không nào? Rất là cute luôn đấy. Và cái khuôn mặt này anh sẽ tô màu này là màu vàng nâu nha các em. Màu vàng nó hơi nâu này, màu vàng nâu đấy. Anh sẽ tô cho khuôn mặt này các em ơi. Các em nhớ nha, màu này là màu vàng nâu này. Chúng ta cùng nhau học màu sắc nha các em. Các em lấy giấy bút ra vẽ xong và lấy bút màu, bút sáp ra này. Và chúng ta cùng nhau tô màu với anh nha. Và chúng ta cùng nhau học màu sắc này nha các em. Anh sẽ dạy các em học màu sắc này. Màu này là màu vàng nâu này các em. Màu vàng nâu anh đang tô cho khuôn mặt của
một chú mèo con rất đáng yêu này đúng không nào? Một chú mèo rất là đặc biệt đúng không em ơi? Rất là dễ thương luôn đúng không nào? Rồi anh đã tô xong luôn rồi nè. Các em thấy thế nào các em?